Giải bóng đá ngoại hạng Thanh Hóa League mùa giải thứ tư đã trôi qua được hơn 2/3 chặng đường và bắt đầu từ vòng đấu này sẽ là một vòng đấu khởi đầu cho giai đoạn nước rút của tất cả các đội bóng để hướng tới những mục tiêu ở mùa giải năm nay. Vòng thi đấu thứ 8 được bắt đầu với trận đấu giữa hai đội bóng đang có phong độ không tốt trong quãng thời gian gần đây, Trẻ Thành Phố gặp Bất Động Sản Trọng Tuấn, những đội bóng chưa hề an toàn ở thời điểm hiện tại. Cùng giờ cũng là một trận đấu rất đáng chú ý giữa Kingdom, một đội bóng đang đua cho cuộc đua vô địch, và Lam Sơn 18, đội bóng đang đứng áp chót trên bảng xếp hạng. Lượt trận thứ 2, 132 Đào Duy Từ gặp Ba Bia. Ở thời điểm này, trận đấu nào với Ba Bia cũng là một trận chung kết. Còn với 132 Đào Duy Từ, họ vẫn đang còn có hy vọng cho chiếc vô địch tại TH League mùa giải thứ 4. Cùng giờ Tùng Sơn Anh gặp 247, đây có thể được xem là một trận đấu của hai đội bóng được coi là thành thơ nhất ở thời điểm này. Lượt trận thi đấu cuối cùng sẽ là lượt trận vô cùng đáng chú ý khi các nhà đương kim vô địch PTSC gặp PC22 Diamond. Đây là một cuộc so kè trực tiếp giữa hai ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu vô địch tại TH League mùa giải thứ 4. Cùng giờ thì một ứng cử viên vô địch khác là Lucky Thanh Hà sẽ phải đối đầu với giải Ngân Hà mang tên Mạnh Linh. Và sau đây sẽ là những diễn biến chính của vòng thi đấu thứ 8, giải bóng đá ngoại hạng Thanh Hóa League mùa giải thứ 4. Trẻ Thành Phố đã nhận một trận thua đầy nuối tiếc với tỷ số 1-2 trước Bất Động Sản Trọng Tuấn. Trong một ngày mà người ta đã chứng kiến sự kém may mắn của Trẻ Thành Phố, khi rất nhiều lần trong trận đấu gặp Trọng Tuấn, họ dứt điểm chúng xả ngang vào cột dọc, đành chấp nhận trận thua tiếp theo. Không được, Hiếu KT. Bất Động Sản Trọng Tuấn phản công, không vào. Cuối cùng thì lưới của Trẻ Thành Phố đã rung lên. Không phải ai khác mà đó chính là Tung Năng. Trong đội hình này thì Tung Năng có lẽ là người giàu kinh nghiệm nhất, người được chờ đợi nhất của Bất Động Sản Trọng Tuấn. Lối chơi của Trẻ Thành Phố đang tỏ ra mạo hiểm hơn so với đối thủ. Trong khi đó thì Bất Động Sản Trọng Tuấn đang chơi một cách tính toán, biết mình biết người. Và đây là pha bóng mà họ chờ đợi, tình huống 3-2. Và Bất Động Sản Trọng Tuấn đã thành công với cú đá bồi của Tùng Năng. Thoải mái hơn. Họ vốn dĩ đã lại chọn lối chơi như thế này rồi. Rất nguy hiểm. 2-0 dành cho Bất Động Sản Trọng Tuấn. Một pha bóng đột biến đến từ Anh Nát. Anh Hát đã có một pha xử lý quá khéo để nâng tỷ số lên 2-0. Chúng ta cùng xem lại pha xử lý này của anh Hát. Một cú sâu kim với anh Beng và sau đó cú chích mũi giày để loại bỏ nốt mập vũ. Dù cho cầu thủ áo đỏ đã chạm chân nhưng không thể cản lại được bàn thắng của anh Hát. Bây giờ phút có thể nói là khó khăn nhất và vất vả nhất từ đầu trận đến giờ của rất nguy hiểm, vẫn chưa vào, vẫn không vào. Liên tục làm những pha dứt điểm và cuối cùng thì điều gì đến cũng đã phải đến rồi. Bàn thắng của Thành Hòm, tỷ số được rút ngắn xuống còn 1-2. Trẻ Thành Phố dứt điểm liên tục và hàng phòng ngự của Bất Động Sản Trọng Tuấn đã không thể đứng vững. Tưởng chừng như sang ngang đã cứu thua cho Bất Động Sản Trọng Tuấn, nhưng rốt cuộc thì Thành Hòm vẫn có được một pha kết thúc cuối cùng. Kingdom tiếp tục cho phong độ ấn tượng ở mùa giải này khi họ có chiến thắng nghẹt thở với tỷ số 3-2 trước Lam Sơn 18. Qua đó Kingdom bây giờ cũng là một ứng cử viên vô cùng sáng giá cho danh hiệu vô địch của TH League mùa giải thứ 4. Người ghi bàn trong tình huống vừa rồi đó là số 19 bên phía cầu thủ Lam Sơn 18. Người vừa tung ra một pha dứt điểm ở tuyến này quá tốt và đã mở tỷ số trong trận đấu này thuộc về anh Tài. Được chuyền ra quá gọn đến từ Hữu Nam. Anh Tài có đủ không gian và đưa trái bóng về một vị trí mà thủ môn bên phía tuổi FC Kingdom không thể kiểm soát được. Phần trên hàng tấn công của bên phía cầu thủ FC Kingdom vài phút thi đấu vừa qua, Quang Chiến đang tương đối là đói bóng. Quang Chiến công vào, tiếp tục tỷ số là 1-0 dành cho FC Kingdom. Người ghi bàn đó là Tuấn Minh. Hai pha dứt điểm liên tiếp và cuối cùng bàn thắng đã đến đối với lại FC Kingdom. Hàng phòng ngự bên phía Lao Sơn 18 đã không thể đứng vững được sau một tình huống mà Quang Chiến đã có một tình huống toát pressing khá tốt, tung ra một pha dứt điểm khiến thủ môn bên phía Lao Sơn 18 không thể kiểm soát được. À, người đứng trước tình huống đá phạt này là Hữu Nam. Tuyến hay, tỷ số là 2-1 dành cho Lao Sơn 18. Bàn thắng đến rất bất ngờ đối với là cầu thủ áo hồng. Người đã có một tình huống có lẽ là phản lưới nhà dành cho FC Lam Sơn 18 trong pha xử lý vừa rồi là Quang Tú. Pha dứt điểm về vị trí cột 2 tương đối là khó chịu của anh Tài.
dứt điểm luôn. Tỷ số là 2-2 dành cho FC Kingdom. Bàn thắng quá đẹp trong tình huống phối hợp đá phạt vừa rồi dành cho bên phía những thủ áo vàng. Sự thay đổi người bên phía của FC Kingdom lần này đã phát huy được hiệu quả một cách tối đa. Và dứt điểm rất đẹp của cầu thủ mặc áo số 14 bên phía của FC Kingdom. Ngoài ra hoàn toàn có thể đưa bóng dành cho Quang Long. Dứt điểm thắng. Quá đẹp bắt vào tỷ số là 3-2 dành cho bên phía Kingdom. Một trận đấu rất nhiều cảm xúc ở trên sân thi đấu số 2 trong buổi chiều ngày hôm nay. Cú đúp của cầu thủ được tung vào sân tay người bên phía của FC Kingdom. Hai pha đá phạt rất giống nhau ở trong trận đấu này đã khiến cho Kingdom có một cuộc lội ngược dòng gần như đang chuẩn bị được hoàn tất ở trên sân thi đấu số 2 ở sân bóng công viên Hội An trong buổi chiều ngày hôm nay. 1-3-2 Đào Duy Từ đã vượt qua Ba Bia trong một trận đấu mà đội bóng đang xếp cuối cùng trên bảng xếp hạng đã chơi quật cường nhưng rốt cuộc vẫn phải nhận thất bại. Đào Duy Từ có cơ hội sau nhưng bây giờ một vài Đào Duy Từ đã vươn lên. Dường như đó là bàn thắng của Văn Hiếu. Long Ngôn đã phải vào lưới nhận bóng lần đầu tiên và xoay sở rất hay ở dưới đáy biên của Văn Hùng. Văn Hùng đã vượt qua được Long Tiền, sau đó là một pha kết thúc khôn khéo. Người chạm bóng cuối cùng để ghi bàn đó là Văn Hiếu. Có một kết quả hòa. Họ đã không thể có được kết quả hòa trước một bài đầu. Chúng tôi rất nguy hiểm. Đó là sai lầm của Lâm Phở. Tỷ số được quân bình là 1-0 dành cho Ba Bia. Vô cùng bất ngờ. Một sai lầm hiếm gặp của Lâm Phở. Lâm Voi là người đã chớp được thời cơ. Cú phát bóng dài của Long Gôn. Lâm Phở nhảy lên bắt trượt và đó là thời cơ không thể tốt hơn để Lâm Voi ghi bàn. Bàn thắng quý hơn vàng của Lâm Voi dành cho Ba Bia thì họ có được một sự thoải mái hơn khi bước vào hiệp hai. Lối bắt bóng vô cùng đáng tiếc của một người dày dặn kinh nghiệm như Lâm Phở. Lâm Voi đánh đầu, bóng chạm xa và nảy xuống. Trọng tài đã công nhận bàn thắng cho FC Ba Bia. Người ghi bàn là Minh Con. Những khuôn mặt tương đối thẫn thờ của các thủ môn Ba Đào Duy Từ. Minh Con đã ra chia vui với các cổ động viên của Ba Bia. Chúng ta xem lại cú bật cao đánh đầu này của Minh Con. Đúng là bóng đã đi qua vạch vôi. Đúng là như vậy. Những bàn ăn miếng trả miếng liên tục của cả đôi bên. Rất nguy hiểm, vào rất bất ngờ. 1-3-8 xem ra vừa đến may mắn với một bài Đào Duy Từ. Đó là pha làm bàn của Xuân Huynh. Chúng ta xem lại pha xử lý ở góc rất đẹp của Xuân Huynh. Đó là một cú gẩy bóng có cảm giác như là một đường truyền. Một đường truyền vô tình lại đi thẳng về phía khung thành của Long Côn. Cánh rừng, cánh rừng 3-2 dành cho 1-3-2 Đào Duy Từ. Không có bất kỳ một sai sót nhỏ nào từ quả đá penalty này của Khánh Dâm. Anh đã đánh lừa được Long Gôn. Cú đặt lòng rất gọn. Thời gian còn lại là quá ít. Tùng Sơn Anh vượt qua FC 247 với tỷ số 4-2. Qua đó gần như chắc chắn có được tấm vé ở lại với TH League mùa giải năm sau. Tỷ số đã được mở ngay lúc này dành cho bên phía Tùng Sơn Anh. Tùng Kế đã không thể có một tình huống phản xạ đủ nhanh để cản phá được pha dứt điểm còn nhanh hơn mà cầu thủ FC Tùng Sơn Anh đã làm được trong vài phút thi đấu vừa qua. Pha dứt điểm quá nhanh đến từ tí cầu. Không được, tỷ số là 2-0 dành cho Tùng Sơn Anh. Một lần nữa thì Tùng Sơn Anh lại cho thấy khả năng băng cắt rất tốt của những người chơi trên hàng tấn công. Chúng ta cùng xem lại tình huống triển khai đá phạt góc rất tốt ở tình huống này. Quá đẹp mắt. Văn Nam đường truyền ra chân, tỷ số là 1-2 ngay lúc này dành cho 247. Khoảng cách được rút ngắn xuống chỉ còn là 1-3 thôi. Một tình huống được chuyển bóng qua và người kết thúc cuối cùng là Trọng Bia.
đường truyền không tốt một chút nào của số 14 bên phía Tùng Sơn Anh. Văn Nam tung ra một đường truyền và Trọng Bia có một pha dứt điểm nối khiến cho quân De Gea đã phải vào lưới nhặt bóng ở thời điểm này. Dứt điểm luôn. Quá đẹp mắt và tỷ số là 3-1. Hat-trick lần này đã được tí cầu thiết lập ở trên sân thi đấu số 2 trong cặp đấu này. Gương mặt tất tần của Tùng Kế khi mà có lẽ chàng thủ môn này đã không biết được chuyện gì đang xảy ra ở trên sân thi đấu số 2 đối với hàng phòng ngự bên phía chiếc thủ áo xanh, đối với những người đồng đội của mình trong màu áo của FC247 của thủ môn Tùng Kế. Đường truyền rất hay, cơ hội 4-1 dành cho Tùng Sơn Anh. Bàn thắng lần này được ghi của Cường Em. Pha xử lý quá bình tĩnh của cầu thủ 3 số 2 bên phía Tùng Sơn Anh. Và nó kết thúc lại một chuỗi những pha phối hợp theo bài bản và theo sách giáo khoa của những cầu thủ áo trắng. Và nó được kết thúc bằng một tình huống lốp bóng khiến cho Tùng Kế phải vào lưới nhặt bóng trong sự đuối tiếc. Đường dài, Quốc Đạt, vẫn là Quốc Đạt. Tuyệt hay, tỷ số là 2-4 lần này dành cho 247. Bàn thắng rất đẹp mắt của Sơn Quái. Sự nỗ lực muộn màng của Sơn Quái lần này rút ngắn tỷ số ở trong trận đấu này xuống chỉ còn là 2 bàn. Pha dứt điểm một chạm rất tốt đến từ Sơn Quái. PC 22 Diamond đã có một trận đấu vô cùng xuất sắc khi quật ngã được các nhà đương kim vô địch PTSC với tỷ số 2-0. Đó là một trận đấu mà Chí Tùng đã tỏa sáng. Long lát, đánh đầu, tình huống bật cao của Thế Long. Chí Tùng, bàn thắng nhanh như điện của Chí Tùng. Không thể hay hơn Chí Tùng trong pha xử lý vừa rồi được. Cú đá nhanh như điện xẹt của Chí Tùng khiến cho các thủ BTS chỉ còn biết vào lưới nhặt bóng mà thôi. Thế Long bật cao, Long Lắc có thêm một cú chạm bóng, Chí Tùng đỡ bóng bằng đùi và sau đó xoay người đá rất nhanh. Bàn thắng không thể đẹp hơn của Chí Tùng. Chí Tùng là một mẫu tiền vệ đã âm thầm hy sinh cho lối đá của Diamond. Và giờ thì Chí Tùng đã tỏa sáng giúp cho Diamond vươn lên dẫn trước. Bàn thắng có thể nói là quá quan trọng và không thể đẹp hơn. Trung Anh, và để mất bóng của Trung Anh vào tay. Vào 2-0 dành cho BC22 Diamond. Trung Anh là người mắc lỗi và lỗi lầm đó đã bị trừng phạt. Đây là một pha bóng mà Trung Anh chuyền bóng đi thì sẽ đơn giản đi rất nhiều thay vì cố gắng che chắn. Mậu Thái có quá nhiều thời gian và anh rất bình tĩnh đánh bại Đức Long trong tình huống đối mặt. Lucky Thanh Hà đã có dấu hiệu của sự hụt hơi trong cuộc đua vô địch khi họ nhận thất bại với tỷ số 1-3 trước Hà Nội. Một cầu dành cho Lucky Thanh Hà. Đó là đẳng cấp của cầu thủ 3 số 7 bên phía Lucky Tega đã tạo ra một khoảnh khắc siêu sao trong tình huống bóng vừa rồi. Pha dần cốt quá nhạy cảm của Tâm Bin và khoảng trống trước khung mặt, trước mặt của Nhật Nam trong pha bóng vừa rồi là quá mênh mông. Linh Mực đã chạm bờ so với đà băng chuyển. Tỷ số là 1-0 dành cho Bạch Linh. Quá đẹp mắt. Và người đã có một tình huống ghi bàn trong pha bóng vừa rồi có lẽ là cầu thủ bạo áo số 23 bên phía Mạnh Linh. Đó là Thịnh Phát. Pha dứt điểm chạy cắt mặt ở vị trí tuyến này sau pha đá phạt góc của Linh Mực quá mẫu mực đến từ số 23 bên phía Mạnh Linh. À, một pha dứt điểm. Hôm nay thì cá nhân số 10 đang bị khắc chế một cách tối đa. Xuân Tú! 2-1 dành cho Bạch Linh. Lại thêm một khoảnh khắc của một ngôi sao trong màu áo của Bạch Linh tỏa sáng ở trong trận đấu này. Đường chuyền quá hay của Linh Mực và Xuân Tú đã có một tình huống đỡ bóng tương đối tốt.
không được. Lại thêm một đường chuyền mất bóng và khiến cho Mạnh Linh có một cơ hội. 3-1 dành cho bên phía Mạnh Linh. Cú đúp ngay lúc này dành cho Thịnh Phát. Chúng ta có lẽ cần phải xem lại bàn thắng vừa rồi của Mạnh Linh và bàn thua của Lucky Thanh Hà. Đường chuyền của Xuân Tú là quá gọn gàng để cho Thịnh Phát đệm bóng vào một vị trí mà quá khó dành cho thủ môn bên phía Lucky Thanh Hà. Sau vòng thi đấu thứ 8, ngôi đầu đã đổi chủ. Sau chiến thắng trước chính PTSC, PC22 Diamond đã vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng. Họ có cùng điểm số là 16 như PTSC Thanh Hóa và Kingdom, nhưng dẫn đầu do có hiệu số tốt hơn so với các đối thủ. Ở phía đáy của bảng xếp hạng, dù chưa chính thức nhận tấm vé xuống hạng, về mặt lý thuyết vẫn còn cơ hội cho FC Ba Bia để họ có thể trụ hạng. Nhưng thực tế thì đang cho thấy, với FC Ba Bia lúc này, để trụ hạng không khác gì nghìn cân treo sợi tóc. Tấm vé đua xuống hạng còn lại cũng sẽ là một cuộc cạnh tranh hứa hẹn vô cùng gắt gao. Và thật khó có thể nói trước được điều gì. Ngay cả những đội bóng đang xếp ở vị trí thứ 6 như Tùng Sơn Anh cũng chưa chắc chắn đã an toàn nếu như không có phong độ tốt trong 1-2 vòng đấu tới. Vòng thi đấu thứ 9 của giải bóng đá ngoài hạng Thanh Hoa League mùa giải thứ 4 sẽ diễn ra vào ngày 19 tháng 12 năm 2020. Được bắt đầu ngay với những cuộc đối đầu cũng đáng chờ đợi giữa Mạnh Linh gặp Ba Bia, Kingdom đối đầu Lucky Thanh Hà. Nếu như Ba Bia tiếp tục phải nhận thất bại ở vòng đấu này, rất có thể họ sẽ phải là đội bóng đầu tiên nhận tấm vé xuống hạng. Kingdom đang ở một phong độ ấn tượng sẽ gặp Lucky Thanh Hà. Đây cũng là một cuộc so tài mà người ta chờ đợi xem đội bóng nào sẽ là đội bóng khát khao vô địch hơn. Lượt trận thứ hai, 247 gặp PTSC Thanh Hóa. Sau khi mất ngôi đầu, người hâm mộ đang chờ đợi sự trỗi dậy của các nhà đương kim vô địch. Còn FC 247, một trận thua cũng có thể cho họ nằm trong vùng cực kỳ nguy hiểm. Cùng giờ, Bất Động Sản Trọng Tuấn sẽ đối đầu với Tùng Sơn Anh. Nếu một trong hai đội bóng này giành chiến thắng, có thể coi một trong hai đội đã hoàn toàn có thể yên tâm với tấm vé ở lại TH League mở giải tiếp theo. Lượt trận cuối cùng, PC22 Diamond gặp 132 Đào Duy Từ. Sau khi vươn lên dẫn đầu trên bảng xếp hạng, người ta sẽ chờ xem PC22 Diamond sẽ giữ nó như thế nào khi đối thủ của họ là một đội bóng đầy khó chịu và vẫn còn nguyên tham vọng vô địch 132 Đào Duy Từ. Và trận đấu cuối cùng đó là cuộc đối đầu giữa Lam Sơn 18 và Trẻ Thành Phố. Đây cũng sẽ là một trận đấu có thể coi là then chốt cho tấm vé trụ hạng tại TH League mùa giải này. Tất cả những trận đấu kể trên đều được chúng tôi livestream phát sóng trực tiếp tại fanpage TH Media Livestream và TH League. Kính mời quý vị và các bạn chú ý quan tâm theo dõi.